Quyển 8, phần chánh văn và giảng giải. Kinh văn: A Nan, như vậy, chúng sinh trong mỗi loài cũng đều đủ cả 12 thứ điên đảo. Cũng như dụi con mắt thì các thứ hoa đốm phát sinh ra. Giảng giải: A Nan, như vậy chúng sinh trong mỗi 12 loài đã nói qua cũng đều đủ cả 12 thứ điên đảo. Tôi đã nói qua về các loại điên đảo, ở mỗi loại đều có sự liên quan đến 12 loại điên đảo khác. Sự vọng niệm và tình trạng điên đảo đều khởi từ nhận thức sai lầm. Cũng như dụi con mắt thì các thứ hoa đốm phát sinh ra. Nếu quý vị ấn dụi đầu ngón tay lên mắt, quý vị sẽ thấy rất nhiều hoa đốm giả tạo chập chờn trước mắt. Nếu buông ra, các hình ảnh ấy biến mất. Chỉ vì quý vị bám trước theo vọng niệm điên đảo nên không vượt thoát khỏi vòng luân hồi của 12 loại chúng sinh. Nếu chúng ta đừng đuổi theo vọng niệm điên đảo, hãy quay trở lại với ánh sáng, với sự sáng nội tại và nhĩ căn để lắng nghe tự tánh. Vậy quý vị sẽ phá vỡ vô minh, mọi hư giả sẽ biến mất. Kinh văn: Chân tâm diệu viên trong sạch, sáng suốt mà điên đảo thì đầy đủ những loạn tưởng giả dối như vậy. Giảng giải: Từ nhận thức sai lầm sinh ra điên đảo, làm thành vọng niệm. Trong tự tính Như Lai tạng, vô minh nhóm khởi. Từ căn bản chân tính sinh ra sai lầm, giả tạo. Tâm thanh tịnh và trong sáng trở nên đầy dẫy những vọng tưởng không chân thật. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So Ha.